Có một cái việc này anh bắt buộc phải nói cho tụi em biết. Nếu mà anh không nói chắc anh chịu không nổi mất. Đó là một việc mà bắt buộc chúng ta phải làm trước khi bắt đầu kick off một cái convention nào đó. Bởi vì nếu mà mình không làm cái việc này thì với anh á, nó sẽ chứa rất là nhiều cái rủi ro mà mang lại cái hậu quả rất là đáng tiếc. Tụi em tò mò là cái gì không? Ok, nghe tiếp nha. Let's go. Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel Podcast Số Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Và cái số ngày hôm nay, anh nói thật với tụi em là anh không biết là ngoài kia có ai share về cái chuyện này không, nhưng mà nó giống như là một cái dầm á, ở trong cái ngành của mình. Nó cứ hiện hữu bao nhiêu lâu nay nhưng mà anh chưa thấy ai nói về cái điều này cả. Không biết là do ngại hay là không để ý hay là như thế nào, nhưng mà anh thấy cái hậu quả nó mang lại nó quá kinh khủng. Anh nghĩ là mình nên có trách nhiệm nói cho tụi em biết trước cái điều này để tụi em phòng tránh. Bởi vì á, nếu mình làm đúng ngay từ đầu á thì về sau nó khỏe lắm tụi em. Còn nếu như ngay từ đầu mà mình không để ý, mình làm không kỹ á, là sau này hốt shit rất mệt. Thì do anh cũng vừa mới trải qua nhiều nhiều cú nó đến bất ngờ quá, nên là anh nghĩ là cái này mình phải rất là nghiêm túc để mình nhìn nhận lại và phải chia sẻ với những người em của mình. Ok, thì anh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. No, thẳng vào vấn đề. No, no, anh sẽ kể chuyện. Kênh này là kênh kể chuyện, cho nên là anh sẽ kể cho tụi em nghe ba cái câu chuyện. Thì qua ba cái câu chuyện này, anh nghĩ là tụi em sẽ hình dung được cái bài học mà anh muốn truyền đạt trong cái số ngày hôm nay là gì. Cái câu chuyện đầu tiên á, nó diễn ra anh không nhớ, hình như năm ngoái. Anh nhớ hơn máng vậy. Rồi, đấy là đó là vào một cái buổi tối nha. Rất là đẹp trời. Anh và bạn gái của anh đang đi trong một cái mall à. Thì tụi anh đi chơi, nói chung là relax sau một ngày làm việc mệt mỏi à. Đang kiếm đồ ăn rồi các kiểu, thì anh nhớ đâu đó loáng thoáng khoảng 8 9 giờ. Anh nhớ là cũng 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 không quá sớm đâu, tầm 9 10 giờ á. Thì anh có nhận một cuộc điện thoại. Thì cái cuộc điện thoại này là của một người anh trong brand team. Thì anh mới nói với anh đó là trời ơi, có chuyện rồi. Đấy là bên anh và bên anh đó, tức là client của anh đấy, thì có làm một cái TVC. Thì cái TVC này ngay từ đầu á, thì theo như anh được biết, bởi vì là trong cái project này á, thì có một anh khác là handle cái job này, nên là anh chỉ đứng ở ngoài để anh quan sát thôi. Thì nghe theo những lời mà của team anh nói lại thì là ngay từ đầu đã thống nhất với nhau á, là bên brand team ai là người duyệt cuối cùng. Thì được biết là ở trong brand team thì tụi em hình dung sẽ có ba người, ở trong cái dự án đó có ba người. Đầu tiên là anh A, là cái người gọi điện cho anh á, là communication manager bên cái team đó. Rồi, ok. Trên anh A là sếp anh A, là một marketing manager nhá. Và trên cái anh sếp đó lại có một chị head, tạm gọi là chị head. Thì anh cũng không rõ title của chị là gì, đại loại là chắc là ở trong BOD hoặc là director nha. Thì nói chung trong training team sẽ có ba người, sẽ có một số cái vấn đề là anh communication manager sẽ quyết, một số vấn đề thì anh marketing manager sẽ quyết, và một số vấn đề thì chị head sẽ quyết. Thì theo như anh được biết á, thì ngay từ đầu á là cái TVC này là cái chị head đó là quyết là ok là được, tức là người duyệt cuối cùng á tụi em, người duyệt cái sản phẩm cuối cùng để quyết định được cái này là nó có được e hay là không, nó đủ chất lượng hay không để mà nó e lên, đại loại vậy. Thì ok, hai bên hiểu. Nhưng nếu mà dừng lại tại đó thì đâu gì để nói đúng không? Nhưng cái buổi tối hôm đó đã nhận được cuộc điện thoại từ cái anh communication manager bên brand team, đó là xuất hiện thêm một ông X nào đó, ta gọi là một ông tổng, là một bác tổng nào đó mà anh không hề biết từ đầu. Và bác này đang muốn coi cái TVC đó trước khi được e lên.
Và tụi em hình dung là cái TVC đó nó đã xong rồi, tức là mọi thứ nó đã xong rồi, nó thành một cái sản phẩm cụ thể và chỉ chờ ngày e. Anh nhớ đâu đó là hình như là ngày mai hay ngày mốt sẽ e rồi. Ngày mai hay ngày mốt phải e rồi, đó tức là theo lịch nó phải như vậy rồi. Bởi vì tụi em hình dung là một cái ngày mà nó kick off, nó e một cái sản phẩm TVC thì nó sẽ kéo theo cả một cái chiến lược truyền thông, tất cả mọi thứ nó sẽ đi theo cái chiến lược đó, chứ không phải đơn thuần là một cái ngày e vu vơ đâu tụi em. Nó giống như là một cái cú đầu tiên để bắt đầu, và sau đó nó sẽ dẫn những cái hoạt động khác đi kèm. Nó không đơn giản đâu nha. Cho nên là cái ngày e nó rất là quan trọng. Rồi ok, quay lại thì bắt đầu là một cái ông X nào đó. Yeah, nói chung đến hiện tại anh cũng chưa biết ông đó là ông nào. Đại loại là ông tổng, gọi là bác tổng đi. Rồi ok, thì bác tổng muốn coi. Thì anh nói ủa muốn coi là coi cho biết hay là như nào? Bởi vì tụi em hình dung á là đôi khi sẽ có một số cái rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ bác đó không thích cái màu này, bác đó không thích cái sản phẩm này, hoặc là bác đó không thích cái câu chuyện này, hoặc là bác đó không thích cái concept này, hoặc là bác đó không thích cái âm nhạc này, thì sao? Lúc đó anh có đặt câu hỏi đó với cái anh communication manager membrane team gọi cho anh đó, thì anh đó cũng bị stuck. Anh đó nói anh cũng không biết. Không lẽ lúc đó bác muốn đọc đi sai lại, mình cũng đọc đi sai lại sao? Yeah. Và anh nói thẳng với tụi em là tụi em sẽ maybe có khả năng sẽ gặp những cái câu chuyện giống như anh vừa kể một cách rất thực tế trong cái công việc của mình. Không chỉ một lần đâu tụi em, có khả năng là nhiều lần. Nó sẽ là như vậy, nó sẽ có những cái tình huống nó trớ trêu như vậy. Thì tất nhiên chúng ta sẽ có giải pháp, tí nữa anh sẽ chia sẻ. Nhưng mà anh chỉ đang kể cho tụi em nghe một cái sự việc, một cái câu chuyện có thật và nó diễn ra. Anh nghĩ là anh không phải là người đầu tiên nhận cái câu chuyện này, trải qua cái chuyện này. Anh nghĩ là ngoài kia những người làm ngành lâu năm cũng sẽ trải qua giống như anh thôi nhớ. Đó, tức là sẽ ở đâu xuất hiện cái ông đó. Vậy thì lúc đó anh hỏi là ô vậy chị hét chị nói như thế nào? Thì cái anh gọi điện cho anh thì anh nói là anh cũng không biết nữa. Bây giờ nếu như mà bác mà có thể là muốn thay đổi cái gì đó thì mình cũng sẽ cân nhắc để chiều theo. Bởi vì tất cả tụi anh đều là under anh bác đó mà. Câu chuyện nó hơi bị đi xa rồi đó tụi em. Bắt đầu thấy anh nhìn thấy có quá nhiều vấn đề ở đây rồi. Đến nỗi mà bên brand team còn không biết được là nên giải pháp thế nào, không đủ một cái sự quyết đoán cứng rắn là cái này nên giải quyết như thế nào, và cái người ra quyết định cuối cùng là ai. Và trong cái đêm hôm đó tụi anh ở trong một cái trạng thái giống như là Bích Phương hát có câu là gì, như người đi trên dây đó, nói chung là lững lờ như vậy đó. Ôi, đó là những thứ mà anh trải qua như thế nào anh chia sẻ cho tụi em đó. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Vì rất là trộm vía là may là trộm vía thì chắc là cái TVC đó nó cũng hợp nhãn với bác này, rồi bác này cũng thích, cho nên là maybe ở đằng sau câu chuyện behind the scene anh nghĩ là cũng có thể là có cái tác động từ bên brand team, của cũng là một cái sự nỗ lực của ba cái người mà anh vừa kể phía trước á. Có thể là cũng là thuyết phục hay này kia, cuối cùng là sẽ không có chỉnh sửa gì hết và cuối cùng nó được e lên và chất lượng rất là ok, mọi người rất là thích. Rồi xong, đó là một câu chuyện happy ending. Nhưng đó là một cái kịch bản rất đẹp đúng không? May quá thì nó mới xảy ra như vậy. Chứ lỡ mà nếu như mà cái bác đó bác không thích một cái gì đó thì sao? Oh my god. Đúng không tụi em? Rồi. Thôi nói chung anh sẽ không nghĩ tới chuyện đó. Mình chỉ suy nghĩ về cái cách là làm sao để chuyện này không xảy ra nữa, và mình có bài học gì và mình rút kinh nghiệm từ đó là như thế nào thôi ha. Rồi, đó là câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện này trời ơi là trời, anh nói nó dai dẳng, nó dai từ đầu năm ngoái cho tới bây giờ. Đây là một cái dự án của một brand C, tạm gọi viết tắt một cái brand C nào đó nha, khá nổi tiếng đó tụi em. Nhưng mà cái bạn này á thì sales của bạn rất là tốt rồi, tức là bạn giống như là một cái thương hiệu quốc dân, tụi em hình dung là như vậy ha, đồ phủ kinh khủng, đã có thị phần rất là lớn. Nói chung về brand thì ai cũng biết rồi, nói về sale thì nó không cần phải bàn, bán là bán mệt mỏi luôn. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ như này nè, thì tất nhiên cái câu chuyện làm thương hiệu nó là cái câu chuyện phải làm,
Chỉ là mình làm càng sớm thì càng tốt, và mình phải duy trì nó thôi. Bởi vì các em hiểu một điều rằng nếu như chúng ta không có làm nó một cách duy trì liên tục á, thì đùng một cái sẽ đến một cái ngày nào đó một bạn đối thủ cạnh tranh nào đó xuất hiện và họ làm tốt hơn, thì chắc chắn mình sẽ không giữ được cái thị phần của mình nữa đâu. Mà tới lúc đó mình mới gọi là trở tay thì không kịp. Thì anh tin là bên đội ngũ, bên brand team của khách hàng họ đủ thông minh để họ nhìn ra cái vấn đề này nha. Tức là mình phải luôn aware về cái chuyện làm thương hiệu, luôn aware về cái chuyện làm truyền thông. Đó là cái chuyện bắt buộc phải làm. Và hồi xưa giờ là họ chỉ đi những cái kênh truyền thống thôi. Thì năm ngoái họ mới phát hiện là ok, mình nên đi theo bây giờ xu thế digital rồi social media các kiểu. Giới trẻ nó cũng Gen Z bây giờ nó cũng lên rồi, cho nên là mình phải adapt theo các bạn, đại loại vậy. Thì các bạn này mới bắt đầu làm digital nha. Thì cái khách hàng này là một cái khách hàng của đối tác của tụi anh. Tức là tụi anh có một cái đối tác là một media agency. Thì cái đối tác này rất là lớn, rất là mạnh. Thì tụi anh kết hợp với nhau. Thì cái khách hàng này thì là làm với lại cái đối tác của bên anh. Thì cái đối tác của bên anh mới giới thiệu là ok, trong cái dự án lần này thì media thì bên đối tác anh sẽ handle, sẽ làm. Còn về phần creative và phần content creator á, thì bên anh sẽ là phần take care cái phần đó. Dạ thì mạnh thằng nào làm phần đó thì ok. Thì hai bên là partner với nhau. Nhưng mà trên tinh thần là tụi anh, tức là về mặt hợp đồng hay là về mặt giấy tờ đó tụi em, thì là bên media agency kia sẽ làm trực tiếp với khách hàng. Tụi em hình dung là như vậy, chứ không có về mặt pháp lý thì media agency kia sẽ là người làm việc trực tiếp với khách hàng trên mặt giấy tờ. Ok. Và tụi anh chỉ làm việc với lại bạn media agency partner của tụi anh thôi. Rồi, quay lại câu chuyện đó là tụi em hiểu nôm na là tụi anh làm một cái job, là một cái on way on content, là Facebook only thôi, tức là nội dung trên Facebook thôi, và nó kéo dài trong vòng là một năm. Cái dự án đó là kéo dài một năm, thì cái số lượng của nó là anh nhớ mang máng là 3 bài viết, 3 cái Facebook post một tuần đi nha. Thì một tháng là 12 bài đúng không, nên tạm gọi là bài đi cho nó ngắn gọn. Thì khi mà cái dự án này nó đã chạy được 3 tháng rồi, thì cái vấn đề nó ở chỗ là sau 3 tháng nhưng mà chỉ có 3 bài được duyệt để e lên thôi. Oh wow, đúng ra 3 bài, đúng ra là 3 tháng là phải e được 36 bài á tụi em, mà cuối cùng e được có 3 bài thôi. Thì cái vấn đề và cái hậu quả nó là như thế nào? Hậu quả đầu tiên về mặt business tụi anh là bây giờ thay vì là mình sẽ kết thúc trong vòng 1 năm, tức là nhân sự của mình sẽ dồn lực và làm trong vòng 1 năm, thì cái chi phí về mặt con người tụi anh sẽ trả trong vòng 1 năm thôi. Nhưng mà nếu như cái này mà nó bị kéo dài ra làm 3 năm thì 2 năm còn lại về mặt chi phí con người thì tụi anh phải trả đúng không? Bởi vì là phải có người làm. Nhân sự thì mình phải trả lương, operation về mặt vận hành thì mình phải trả. Tức là đầu tiên sẽ về mặt thiệt hại về mặt tiền. Đó, để dễ hiểu nhất. Cái thứ hai là nó nằm ở cái việc là bị ảnh hưởng tới tâm lý của các bạn, bị tụt mút á. Tụi em hình dung á là mình cứ viết mà đem qua bên đó mà khách hàng họ ngâm, họ không có duyệt. Thì tất nhiên là khi mà đã không duyệt thì có rất nhiều lý do, thì tí nữa anh sẽ chia sẻ một vài lý do cho tụi em thấy cái case này nó nhức nhối tới cỡ nào. Đó. Thì tức là các bạn team anh cũng không biết là bị sai ở đâu, chẳng qua đây là không có sự phản hồi luôn. Nói chung là bên anh là không ngại sửa đến khi nào mà đồng ý, khi nào ưng ý thì thôi luôn, chấp nhận vậy luôn chứ không có tính theo lần luôn. Tụi em thấy chơi sát máng vậy luôn á. Nhưng vấn đề là không, họ không nói cho mình biết họ muốn cái gì, mình gửi qua nhưng mà họ ngâm, họ không nói, họ không feedback, họ không phản hồi, không hử vậy đó. Rồi thì khi mà anh nhận được cái case này thì anh mới ngồi lại với anh head ở bên media agency partner bên anh á, thì mới phát hiện ra một điều như thế này này. Ngay từ đầu thì quay lại cái câu chuyện ai là người duyệt cuối cùng á, thì anh có hỏi ai là người duyệt cuối cùng của những cái bài viết này. Tôi cần phải có một cái người gọi là bên brand team sẽ phải chịu cái trách nhiệm là người duyệt cuối cùng, gọi là một decision maker, là một người, chứ không phải là một nhóm người, mà là một người, một cái tên, cho một cái tên đi. Thì ngay từ đầu á là cam kết với nhau á là có chị A là digital, gọi là digital head. Nhưng mà trên chị A là có chị BM.
Thì ngay từ đầu thì không có nói ra bằng lời, nhưng mà mình tạm hình dung nó chia sẻ qua lại. Đó, đó cái vấn đề nằm ở chỗ là mình không có rõ ràng ngay từ đầu á tụi em, là rất phức tạp về sau này. Là cứ tự ngầm hiểu với nhau á, là đưa chị digital việc trước, xong chị đó sẽ đưa chị BM, xong chị em là người duyệt cuối cùng. Ok, ai cũng hiểu vậy. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ á, là khi mình không có rạch ròi về ai là người chịu trách nhiệm á, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là cha trung chung không có ai khóc. Bởi vì ai cũng bằng, và đặc biệt anh hiểu được cái công việc của bên client side, bên những bạn làm bên client, họ rất là bận. Tất nhiên ai công việc cũng sẽ rất là bận. Tụi em cái hình dung là mình chỉ lo về một B thôi, là promotion, là về communication thôi đó. Nhưng mà họ phải lo những cái B còn lại. Nào là product, nào là place, về distribution, về trade marketing, rồi họ còn làm việc với sales, rồi đi thị trường, rồi phát triển sản phẩm mới, rồi survey người dùng, rồi làm về giá. Ui cha, rất là nhiều thứ luôn á. Cho nên á, là cái thời gian nó rất là hạn hẹp. Mà bây giờ cứ phải qua từng cái round, round 1, round 2, round 3. Thì thời gian như thế nào mà sắp xếp kiểu gì. Đó, mà chưa nói cái level của chị. Ví dụ như là chị BM bên đó là phải nắm cả một cái brand. Trời ơi, đúng không? Cho nên đó là cứ gửi qua là ngâm, không phản hồi, không này kia gì hết. Đó. Rồi, đó là một cái vấn đề. Cái thứ hai á, lại xuất hiện đâu ra một cái Mr. Last Minute. Một người, một anh nào đó. Anh này là phụ trách về sales, thì ảnh cũng muốn tham gia về cái việc duyệt nội dung luôn. Lý do anh nói cho tụi em hiểu một điều như thế này nè, mọi lý do trên cái cuộc đời này nó đều hợp lý. Anh đưa ra một cái lý do là bởi vì là ảnh là lo về sales, anh hiểu về thị trường, anh hiểu về sản phẩm, anh hiểu về người dùng, anh đi thị trường, anh biết ở đâu ngóc ngách như thế nào, và anh cần phải biết được những cái nội dung vì nó ra truyền thông á, ra ngoài nó như thế nào. Hợp lý không? Hợp lý. Quá hợp lý. Một người rất yêu công việc, một người rất yêu brand, trời ơi, hợp lý quá chừng. Nhưng vậy thì cuối cùng ai là người duyệt cuối cùng? Là chị digital hết, hay là chị BM, hay là cái anh sales này? Không ai trả lời được câu đó luôn. Khách hàng không trả lời được luôn. Hài hước không? Nói thật với tụi em, nếu anh không kể những cái chuyện này á, thì tụi em cũng không thể hình dung được là có những cái brand nó lớn như vậy, nó phổ biến như vậy, nó là quốc dân như vậy, nhưng bên cái gọi là vẫn không tìm được một người. Ok, không có ý cười các bạn. Các bạn là người trả tiền cho tôi, ok, rất là respect. Nhưng cái gì ra cái đó nha. Đó là cần phải có một người. Khi mà đã ra công việc phải có một người là ra quyết định cuối cùng giùm một cái. Chứ không thôi là cái nỗi đau này nó sẽ kéo dài liên tục. Những cái nỗi đau mà gọi là những cái nỗi đau mà giữa client và agency nó luôn gặp phải, chúng ta vẫn biết nó tồn tại đó, mình biết nguyên nhân là gì luôn, nhưng mình không gọi là không sát máng để mình sát máng dịch ra làm sao ta, mình không nghiêm túc hả, mình không quyết liệt mình không quyết liệt để tìm một cái lời giải, và mình hành động tới cùng để cho nó gỡ cái nhọt nó ra, nó giống như cái dầm á, thôi phải bứt nó ra nó mới đỡ khó chịu được. Đó, rồi quay trở lại cái câu chuyện chưa hết nha tụi em. Tự nhiên anh đó xuất hiện, mà anh đó tụi em biết sao không? Toàn đi thị trường. Đã nói là những cái người ngồi trong văn phòng như chị digital hay chị brand manager là đã quá bận rồi. Đã quá bận rồi. Mà anh này lại toàn đi thị trường thì có thời gian đâu mà check mail, hay là thời gian đâu mà ngồi coi, mở cái file lên mà coi, mà đọc từng chữ. Rất vô lý, nhưng người ta muốn làm. Tôi yêu cái brand mà tôi muốn làm, tôi muốn đóng góp value, tôi muốn đóng góp giá trị. Nói thiệt, anh nghe tới đây anh cạn lời. Anh ngồi với cái anh ở bên partner của anh mà anh không biết phải nói gì. Anh lắc đầu luôn. Anh không biết phải làm sao luôn. Bây giờ mình trách mình hay trách họ? Họ có ý tốt mà. Nhưng vấn đề là họ không có thời gian để ngồi duyệt những cái đó, và mọi thứ nó vẫn đang pending. Quá nhức đầu. Đó là một cái case mà anh nghĩ là tụi em cứ làm việc lâu đi, lâu lâu sẽ có những cái case mà giống như anh kể thôi. Rồi tiếp, nó chưa dừng lại tại đó tụi em. Nó chưa đâu. Đây nó mới ghê nè. Không những là anh sales muốn tham gia vào, mà còn thêm một cái yếu tố nữa, đó là bên cái team, bên brand team, bên client, thì họ có một cái, đây là một cái văn hóa của họ. Cái này anh không có quyền gì để anh ý kiến cái này đúng hay sai nha. Đây là một cái văn hóa của họ, tức là họ thường lấy ý kiến tập thể.
Một cái vấn đề đưa ra thì sẽ lấy ý kiến số đông, ý kiến nhiều người. Ví dụ như những người có tham gia, ví dụ như là và sẽ không kể bạn ở team nào nha. Ví dụ bạn ở nhân sự hay là bạn ở làm kế toán hay là bạn làm tài chính hay là một bạn là và level cũng 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 không có vấn đề ở đây. Ví dụ như bạn đang là senior hay là intern, bạn có thể vào để đóng góp ý kiến luôn á tụi em. Tụi em hình dung là một cái bài viết thôi, một cái bài viết trên Facebook thôi, nhưng mà biết bao nhiêu con người input vào nó, feedback về nó. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ theo góc nhìn của anh á, chúng ta sẵn sàng có thể lấy ý kiến, ok, anh đồng ý. Nhưng quan trọng á là chúng ta có cùng một cái foundation hay không, từ kiến thức, từ kỹ năng, từ kinh nghiệm và mindset, đúng không? Level nó đã khác nhau rồi, chuyên môn cũng khác. Tức là cái đây là cái chuyên môn về cái gì? Về communication, về social media. Nếu chúng ta không có chuyên môn về nó thì mình lấy chất liệu gì để mình đánh giá nó? No, không, nó không đúng luôn. Đối với anh nó hoàn toàn không hợp lý. Nhưng rõ ràng là có một số client, một số văn hóa và một số client là như vậy. Thì anh sẽ không nói họ đúng hay sai, chỉ là về góc nhìn của anh thôi. Quan điểm của anh thì anh thấy không đồng tình với cái chuyện đó. Sẽ có những cái vấn đề mình lấy ý kiến số đông được. Ví dụ như là hôm trưa nay mình đi ăn ở đâu ta? Đó rồi, ok. Cái đó lấy ý kiến số đông được. Chứ còn một cái mà liên quan tới công việc hay là một cái thương hiệu, một cái sự truyền thông, nó cần nhiều hơn là cái ý kiến chủ quan. Nó cần phải có kiến thức, nó cần phải có chuyên môn, nó cần phải có trình độ, nó cần phải có trải nghiệm, kinh nghiệm, nhiều thứ lắm. Chứ không phải là cứ ưng nói, ai nói gì nói là được đâu. Rồi, đây, cái câu chuyện thứ hai. Và đến hiện tại bây giờ tụi anh vẫn đang sống với nó hàng ngày một cách rất là dây dứt. Tụi em sẽ buồn cười. Bởi vì tại sao anh biết rõ như vậy mà vẫn để chuyện này xảy ra? Cuộc đời là như vậy tụi em. Có những thứ mình muốn mình làm không được luôn. Bây giờ tiếng dụng như anh nói, ok, hãy cho tôi một cái buổi meeting để tôi gặp, để tôi nói thẳng với các bạn bên kia. Không có thời gian, không có thời gian, bận lắm. Rồi sao gặp, kiểu gì? Không lẽ bây giờ mình nhào vô công ty họ, mình đập cửa? Đó, tụi em thấy cái sự phức tạp chưa? Cái sự phức tạp nó ghê chưa? Ok, anh hy vọng là sẽ kết thúc cái chuyện này sớm. Rồi, hy vọng các bạn try anh ở cái đó, có thể nghe được cái số này, làm ơn đi, trời ơi. Và nhiều bạn clan khác cũng hãy nghe cái điều này đi. Ok, mình chỉ muốn có ý tốt là mình muốn chúng ta hợp tác tốt hơn thôi, và sẽ không có những cái nightmare như thế này. Yeah, đây là tiếng nói yêu ớt từ agency. Rồi, câu chuyện thứ ba. Ok, anh muốn kể câu chuyện thứ ba là một câu chuyện đẹp nha. Tất nhiên client có this, có that, agency cũng vậy, không có ai mà hoàn hảo hết. Thì có một cái client này thì anh rất là quý. Đây là một anh là founder. Thì cũng là một cái may khi mà mình làm việc với founder á, thì và anh này là người decider, gọi là người ra quyết định cuối cùng đó, tạm hiểu như vậy. Và được một cái á, là anh này ảnh hiểu được cho agency. Tức là ảnh hiểu được khi là một người ra quyết định cuối cùng á, thì đảm bảo anh này mình phải là cái người tham gia từ đầu tới cuối. Chứ không phải là tự nhiên cái lúc đầu tham gia, cái bỏ ngang giữa, xong khúc cuối mới nhảy chồm chổm lên mới nói. No, anh này tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối tụi em. Ảnh rất nghiêm túc. Ảnh xác định được cái vai trò của ảnh á, là founder, là người ra quyết định cuối cùng. Và anh đã nói với tụi anh về cái điều đó ngay cái buổi gặp, cái buổi meeting đầu tiên trước khi kick off. Và anh rất nghiêm túc để làm cái chuyện này. Và anh cực kỳ tôn trọng agency. Đó là một người mà anh cực kỳ tôn trọng và quý mến. Bận thì ai không bận. Anh này điều hành một lần 3 công ty nha tụi em, bay đi bay về liên tục. Nhưng anh đã nói là anh sẽ làm. Không có ai mà bận quá bận hết á. Ở vai trò của anh như vậy mà anh còn có thể làm được thì mình là cái gì đâu. Anh nói thẳng như vậy. Thì ngay từ đầu anh đi xuyên suốt tất cả những cái buổi meeting, tất cả những cái milestone lớn á, là để anh đều tham gia về input. Nếu có chỉnh sửa là chỉnh sửa ngay cái giai đoạn đó luôn, để sau này á, là mình chỉ có đi tới chứ không có đi lùi nữa. Và anh làm việc cực kỳ sâu sát với tất cả các bạn luôn bên team tụi anh. Đó, tụi em thấy hay không? Đó là một người, anh nghĩ là một, gọi là một client quốc dân. mà anh rất là muốn làm việc cùng. Mà anh không nghĩ là không phải là chỉ một mình anh đâu, mà những bạn agency cũng rất muốn làm việc cùng với những người như vậy. Họ biết rõ họ muốn gì, họ đi sâu đi sát, đúng không? Họ rất có trách nhiệm. Trời ơi, cho nên là cái kết quả, cái outcome ra rất là hài lòng. Hai bên đều cảm thấy rất là thoải mái, cả về cái chất lượng sản phẩm cũng như cái tinh thần của những người làm việc. Họ cảm thấy rất là cống hiến và cảm thấy là mình có giá trị
và đang coi nhau như là partner với nhau và win-win. Chứ không phải là anh là ông nội ta. No, khách hàng thôi, không phải ông nội. Không, no. Không phải ông nội, muốn làm gì làm, ưng thì nói, không ưng thì thôi. Không follow the timeline, lúc thì hứng thì làm, không thích thì không input. No. Như vậy nói thật là nếu có thì anh cũng sẽ từ chối, anh không hợp tác cùng luôn á. Đó, cho nên cái câu chuyện thứ ba là anh nói cho tụi em biết là vẫn có những khách hàng đẹp như vậy. Và nếu như mà bạn client nào nghe được cái này thì hãy, anh nghĩ là hãy làm việc một cách chuyên nghiệp giống như cái anh đó, thì tất cả các bạn đều được cái sự respect của agency. Lúc đó sẽ không có một cái drama nào giữa agency và client, và cũng không có một cái nỗi đau nào cho tất cả những người tham gia hết. Bởi vì là ngay từ đầu chúng ta đã làm đúng, cam kết với nhau và chúng ta theo nó từ đầu tới cuối. À, đó là trách nhiệm của anh cần phải nói cái điều này nha. Đừng 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 có gọi là những câu chuyện behind the scene nữa, mà nó phải được đem ra ánh sáng và phải được nói minh bạch cho tất cả chúng ta cùng nghe. Và cái bài học ở đây á, anh muốn nói nè, có một việc bắt buộc phải làm trước khi kick off campaign như cái tựa đề. Cái việc quan trọng nhất đó là như nãy giờ anh đã chia sẻ, đó là phải thống nhất ngay từ đầu ở cái buổi họp mà giữa client với lại agency á, đó là ai là người duyệt cuối cùng. Cần có một cái tên, không phải là nhiều người mà là một người, một không không phải là một nhóm người mà là một người. Ai ai hãy cho một cái tên và cam kết cái điều đó. Và cái người duyệt cuối cùng như vậy á, đôi khi á, có thể là họ chỉ duyệt một số cái quan trọng thôi, ví dụ như TVC, ví dụ như là những cái key hook nào đó, key asset nào đó thôi. Còn còn nếu như mà cái người đó họ quá bận để họ duyệt từng cái bài Facebook á, vậy thì là cái bài viết Facebook ai là người duyệt cuối cùng nha. Không không nhất thiết là một người phải duyệt hết, sẽ có những cái phần là anh A sẽ duyệt, là người duyệt cuối cùng, anh B sẽ là người duyệt cái kia. Nhưng mà quan trọng á là người nào duyệt cuối cùng thì phải đi từ đầu tới cuối, chứ không có cái kiểu á là ngay từ đầu duyệt duyệt hết xong tất cả các bước rồi cái cuối cùng cái bùm ra một cái nói không ưng concept, đập đi xây lại. Như vậy nó không có đúng một chút nào, và nó bị thiệt hại cả về thời gian, công sức, tiền của rất là nhiều thứ. Cho nên cái người duyệt cuối cùng cực kỳ quan trọng và phải clear cái đó ngay từ đầu ha. Cái điều thứ hai á, cái này bổ sung thêm đó, cho các bạn, tức là cái tinh thần là cái quan trọng. Cái đây là anh bonus thêm một cái ý nhỏ, là khi mà cái tinh thần ở đây là cái tinh thần win-win. Anh nói ra cái điều này không phải là để chỉ trích hay này kia, bởi vì anh biết được là chẳng ai muốn chê hết. Anh chẳng muốn chê, nhưng mà cái gì nó đúng thì mình nói thôi, mình cần phải nói ra, bởi vì cái điều này nó tốt cho cái kết quả chung. Cái kết quả cuối cùng á, là cả client và agency đều muốn hướng tới một cái campaign nó thành công, client cũng được hưởng lợi, agency cũng được hưởng lợi, đúng không? Và những cái người nào mà tham gia vào trong cái dự án đó, họ cũng cảm thấy hạnh phúc khi được làm. Họ đi làm không phải là ok mình trả tiền thì làm thôi, no, điều đó nó không mang lại cái hạnh phúc trong công việc. Đối với anh là như vậy. Nếu mà làm việc với những người tử tế và đàng hoàng á, mình sẽ quên mất là mình đang đi làm thuê hay là làm agency hay là làm gì. Mình chỉ đang nghĩ là mình làm cái đó cho mình luôn á, mình nghĩ cái brand đó là của mình luôn á. Mà client nào làm được cái tinh thần đó thì rất là tuyệt vời. Nên là ngay từ đầu á, chúng ta ở một cái vị thế đó là win-win. Chúng ta là đối tác của nhau, client hay agency, chúng ta là đối tác và chúng ta luôn hướng tới cái mục tiêu chung là sự thành công của dự án. That's it. Và để làm được điều đó thì tất nhiên nó phải đến từ hai yếu tố, từ agency rồi từ client nữa. Chúng ta hợp tác với nhau. Hôm bữa anh có coi mấy cái hài của cái bạn gì anh quên tên đó, thì cái bạn đó, bạn nói một cái câu hay 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 nói cái câu đó là thôi mỗi người đều có cái khó mà, hợp tác xíu đi, thank you. Cái bạn đó tên gì anh quên rồi, nhưng mà bạn đó dễ thương thiệt. À đúng rồi, cho nên là ok hợp tác xíu đi, thank you. Vì lợi ích chung thôi mà. Ok, cảm ơn tụi em đã lắng nghe cái số ngày hôm nay. Anh cảm thấy rất là thoải mái khi anh nói điều này nha. Nó ấp ủ tụi anh rất là lâu, và anh hy vọng là sẽ mang lại cái giá trị gì đó cho tụi em ha, trong công việc. Và nếu như em nào nghe podcast của Bóng Đèn trên những cái nền tảng như Apple Podcast hay là Spotify thì hãy nhấn vào nút cộng để follow, và tụi em có thể lên cái fanpage của Bóng Đèn để coi những cái clip quảng cáo hay và pre-nate mà anh tuyển chọn rất là đắt giá. Và có thể để lại comment hay là in inbox tâm sự gì đó cũng được. Ok, rồi cảm ơn tụi em rất là nhiều. Chúc tụi em sức khỏe và luôn vui. Bye bye.